Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha, thì bạn này có thể là kiểm tra hộp thư của mình đi nha. Hi, xin chào mọi người, mình là Thỏ Xuyên TV đây. Hôm nay là mình sẽ hóa thân thành Hana để mà mình sẽ tập trích lên 900 điểm luôn. Mọi người có biết gì chưa, tháng này là tháng cô hồn rồi đó. Để mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Trời ơi, kiểu như là mình đang sửa soạn lại để mà có thể là làm cái hồ sơ để mà mình nhập học đại học sớm á mọi người. Xong rồi mình mới chợt nhớ ra là mình chưa có photo công chứng giấy khai sinh. Xong rồi cái ba mình lúc giấc sáng là đã sửa soạn ra hết rồi mà ba mình cắt ở đâu không nhớ. Rồi cái mình với ba mình đi tìm, cái ba mình tìm hoài mà cũng không thấy luôn. Mọi người biết ba mình nói gì không? Trời đất ơi, ma giấu quá giờ. Trời, lúc đó mình mắc cười lắm luôn á. Kiểu giống như là mình thông cảm cho con ma luôn á trời. Mình nghĩ là con ma nó sẽ hiện lên và nó sẽ nói như thế này nè: "Tao không có tinh thần làm cái gì hết. Bây giờ thì tao cần nghỉ ngơi một thời gian." Ô là trời luôn á trời ơi. Mọi người biết vì sao mình không có ra video đều đặn không? Tại vì á, bây giờ là mình sắp nhập học vào đại học rồi đó mọi người. Với lại là thời tiết mấy hôm dài á, nó kiểu giống như là nó trời mưa nhiều quá, với lại là nó sấm chớp nhiều và nó sấm chớp ngay cái chỗ mình không luôn á trời ơi. Mình nhớ có lần á, sấm chớp ngay phía trước mặt mình luôn, nó chớp một cái rầm luôn. Và lúc đó thì máy vi tính của mình với lại là điện thoại của mình á, nó sập nguồn hết luôn, với lại là giống như là bị cúp cầu dao vậy mọi người. Xong rồi á, mình hỏi gia đình mình có ai cúp điện không thì nói là không có ai cúp điện hết, tự nó cúp luôn á. Trời, lúc đó mình nói mà mọi người không tin đâu, nó xét kế bên mình luôn. Trời, lúc đó mình tưởng là mình bị giật điện không luôn á trời. Trời ơi, hú hồn hú vía. Hên là cái tháng đó không phải là tháng cô hồn á nha. Trời ơi, mình lại để thừa cho tháng cô hồn nữa rồi. Không biết con ma nó có buồn mình không nữa. Nói chung là trời mưa sấm sét gì á, mọi người nên là chuyển cho điện thoại mình thành chế độ máy bay đi. Tại vì lúc đó là mình vừa sạc laptop và vừa sạc cái điện thoại nữa. Không biết là nó có bị gì không nữa, nhưng mà nó xét kế bên luôn, nó làm sập nguồn luôn á. Trời ơi, đúng sợ luôn á trời ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục kể cái câu chuyện crush của mình năm cấp 2 cho mọi người nghe nha. Thì mình nhớ có một lần á là được nghỉ tiết. Xong rồi á, cái kiểu mọi người á ra canteen mua đồ ăn nè. Rồi có mấy bạn ra ngoài săn á, rồi chơi mấy cái trò chơi. Còn lúc đó mình á thì mình mua bánh tráng với lại là nước. Rồi sau đó mình thấy ở ngoài trời nó cũng hơi nóng nực, cho nên là mình vào trong lớp để mà có cái quạt gió mọi người, cho nên là nó sẽ mát một chút. Rồi á mọi người biết gì không, cái cà rốt của mình nó đi vô trong lớp luôn. Oh my god. Sao mà mọi người biết gì không? Trời, lúc đó mình đang kiểu giống như là ăn bánh chén với là uống nước rất là tự nhiên luôn. Xong mà mình thấy cà rốt của mình á đang lại gần mình, rồi ngồi kế bên mình nữa chứ. Cái tôi kiểu hướng nội mà, cho nên là đâu có nói chuyện hay là gì đâu. Rồi tôi cứ ngồi im vậy đó, rồi ăn bánh chén kiểu mụm mỉm chíp bi rồi đó. Nói chung là kiểu ăn rất là ngượng ngùng, không có được tự nhiên giống như vừa lúc mà Cruz không có ở đây. Xong rồi Cruz phán một câu cái mình kiểu như xanh mặt mày, tím liệm tìm xem luôn. Trời ơi, nhìn mày ăn á mà tao tưởng nó là chú tao không á, y gan chú của tao luôn. Chú của tao cũng ăn giống như mày á. Cố nội ơi, lúc đó mình sảng hồn hết trơn luôn á. Mình không ngờ là Cruz có thể nói ra được luôn á trời. Mình vừa buồn mà vừa mắc cười nữa. Trời, nhờ vậy mà mình mới có những cái kỷ niệm mà mình đáng nhớ để mà mình kể cho mọi người nè. Rồi mình nhớ có một lần cũng là được nghỉ tiết nữa. Nói chung là cái năm mình lớp 9 hay lớp 8 vậy á, được nghỉ tiết liên miên luôn. Học không có được mấy môn hết, nhưng mà được nghỉ tiết là hơi bị nhiều luôn á. Rồi cái mọi người biết mình chơi gì không? Mình chơi hum. Không biết là mọi người có biết hum là gì không ha? Kiểu giống như là có hai bên á, thì nói chung là mình không biết giải thích làm sao hết. Nói chung là giải thích rất là dài dòng. Mình hồi đó mình cũng không biết chơi hum là sao hết trơn. Mình nghe mọi người giải thích nhiều lần mà mình cũng không hiểu nữa. Nói chung là mình chơi thí đại vậy á. Xong rồi cái mình chơi với bạn của mình á. Rồi cái mọi người biết mà hồi cái đợt một á mà mình kể cho mọi người nghe về cái thằng bạn mới mà chuyển vào mà nó chơi cũng hơi thân với mình không? Ha, cái kiểu nó cũng crush của crush mình. Trời ơi, trời, giống như là kiểu như là kẻ thù với kẻ thù vậy á. Xong rồi mọi người biết chơi hum mà đúng không? Là kiểu giống như là kéo hay là ẩn tay vậy, nói chung là mình không nhớ nữa. Nói chung là làm rất là mạnh bạo, cho nên là lúc đó mọi người biết gì không? Trời, cỡ ra mắc cỡ lắm luôn á. Là mình bị rách cái nách. Ý là rách cái áo ở chỗ cái phần cái nách chứ không phải là cái nách của mình bị rách nha. Rồi xong hé, tự nhiên cái đột ngột là thầy của mình trở vào trong lớp lại dạy là bình thường, có nghĩa là mình hết được nghỉ tiết nữa rồi đó.
Rồi xong rồi, nói chung là tới cái giờ học đó đó, thầy cho một bài tập hay là câu hỏi gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà cái mình giơ tay, tại vì lúc đó mình quên là mình bị rách cái nách nữa. Rồi cái mình giơ tay lên, cái mình lộ ra, cái mình bụm cái nách lại, giống như là bị gì ta, bị hách noi hả? Hoặc là bị nhức nách. Trời ơi, tôi kể ra mình tôi mắc cười ghê, với lại mắc cỡ nữa. Mình không biết là lúc đó cà rút của mình có thấy hay không, chứ mấy bạn bè của mình là thấy hết luôn. Trời ơi, xui rủi hay ghê luôn á. Không biết lúc đó có phải là tháng cô hồn nữa không nữa. Nhưng mà nói gì thì nói á, mình rất là quý cái thời mà học sinh luôn á. Bây giờ là mình đã trở thành sinh viên rồi, cho nên là mình rất là nhớ lại những cái kỷ niệm đó rất là nhiều luôn á. Nói chung là còn rất là nhiều cái kỷ niệm mà mình muốn kể cho các bạn nghe. Cho nên vì vậy các bạn có thể là ủng hộ mình bằng cách là nhớ like video này, đăng ký kênh và nhớ là comment đó nha. Mình không biết là sắp tới á, mình có thể là vừa kể chuyện bằng cái giọng nói này của mình hay không nữa. Tại vì lúc đó là mình phải đi xa nhà, với lại là mình ở ghép, là kiểu giống như là mình sẽ ở chung với những bạn học mới nữa. Vì vậy mình là người hướng nội, cho nên là mọi người biết rồi đó. Thì mình không thể nào mà mình edit mà mình nói giống như thế này, giống như là một cách tự tin giống như thế này. Cho nên vì vậy thì mình cũng có thể là mình sẽ cho cái chị Google nói thay mình. Vì vậy mà các bạn tới lúc đó thì các bạn thông cảm với mình nha. Rồi chừng nào mình sẽ kiếm được một cái chỗ yên tĩnh thì mình sẽ cùng trò chuyện và kể chuyện tiếp cho mọi người nghe nè. Mọi người có biết vì sao mà mình phải ở ghép với nhiều người không? Tại vì á, là cỡ này á, là phòng trọ thì ở một mình thì nó khá là mắc luôn. Vì vậy mà mình phải ở ghép để mà mình share tiền ra với những người bạn khác, để cho tiền phòng của mình sẽ rẻ hơn. Với lại là mình sẽ tiết kiệm được một phần nào đó trong cái cuộc sống của mình nữa. Cũng giúp cho ba mẹ đỡ phải lo cái tiền nhà trọ của mình nhiều hơn nè. Thì cỡ này cũng khá là bận rộn, cho nên là mình ít ra video thường xuyên lắm á mọi người. Nhưng mà mình sẽ cố gắng dành rất là nhiều thời gian rảnh để mà có thể là quay, và mình sẽ edit và mình kể chuyện cho mọi người nghe tiếp nha. Vì vậy mà mọi người nhớ đừng có quên mình nha, mình chỉ là Hỏi Xuyên TV đó. Hoặc là các bạn cũng có thể search ra cái tên Đạt So Kêu thì nó cũng ra kênh của mình thôi. Nhớ là đừng quên đó nha. Trời ơi, hổm giờ tôi lâu ra video á, tôi sợ mọi người quên tôi lắm luôn á. Nhưng mà biết sao giờ, cuộc sống mà nó đã như vậy rồi thì mình phải như vậy thôi mọi người ơi. Mọi người có biết vì sao mà mình đặt cái tên là Đạt So Kêu không? Lúc đầu á thì mình cũng không biết nghĩ cái tên mình phải đặt cho nhân vật là cái gì nữa. Cái tự nhiên trong đầu mình nghĩ ra là cái chữ Đạt quá dễ thương luôn, cho nên là mình đặt cái chữ Đạt So Kêu. Cái chữ So Kêu á mình cũng đặt cho nó lạ nữa, để cho nó dễ nhớ á mọi người. Với lại là nó không trùng một ai hết. Nhưng mà nói gì thì nói, nó vẫn trùng nha. Trời ơi, buồn gầu hết sức luôn á. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong cái video tập trích
900 điểm trong tháp vô cực rồi nè. Nếu mà các bạn có đam mê leo tháp vô cực á thì các bạn có thể là ký tường mình để mà mình kiểu giống như là mình sẽ dành thời gian rảnh để mình xóa các bạn, những bạn mà off lâu để mà kết bạn với các bạn để mà có thể là leo lên tháp vô cực cùng với mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ở góc phía bên phải. Sau đó các bạn chỉnh chuông cho tất cả các video và nhớ là like video của kênh mình đó nha. Cảm ơn mọi người.